Chào mừng anh chị đã đến với kênh của Avino Wine. Ngày hôm nay thì em Hiếu sẽ giới thiệu cho anh chị một chai vang đỏ. Chai vang đỏ này có tên là Cohin 2014. Cohin 2014 là một chai vang đỏ đến từ nước Pháp. Đây là một chai vang cao cấp và được làm từ 3 giống nho. Đó là giống nho Cabernet Sauvignon, giống nho Merlot và giống nho Cabernet Franc. Cohin 2014 có màu đỏ tím đậm với các đột hương phức hợp của trái cây đen như là mâm xôi và anh đào, cùng với hương thơm gia vị thuộc lá và gỗ xôi. Cohin 2014 có hậu vị cân bằng và mượt mà với hương thơm của trái cây đen như là cacao, vani, cùng với hương thơm của gỗ xôi khi được ủ. Cohin 2014 rất phù hợp để thưởng thức hàng ngày và làm quà tặng. Và chai vang này rất phù hợp với các món ăn như là thịt bò, thịt lợn với các món nhiều gia vị. Và vừa rồi là chi tiết về chai vang đỏ Cohin 2014 đến từ nước Pháp. Em Hiếu mời chị tham khảo và ghé đến Avino để được nhân viên phục vụ anh chị tốt nhất. Cảm ơn anh chị đã xem video của em Hiếu. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.